Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Phong thủy nhà hướng Đông Nam theo huyền không phi tinh. Muốn an lạc phải biết chấp nhận những điều mình đang có. Muốn hạnh phúc phải biết tu tập. Tu chính là chỉnh sửa những gì hư hao. Ví dụ hạnh phúc gia đình đang hao tổn thì phải sửa tâm, chỉnh sửa hành vi. Nhiều vị tìm đến Khải Toàn với mưu cầu thoát khổ. Thật tình các vị này vẫn còn rất may mắn, may mắn hơn nhiều người, vì có người thân, có sức khỏe, có cả công việc. Duy chỉ có tâm trí hao tổn, tâm trí bất an, chính vì thế tự cho mình kém may mắn. Phương thuốc cho tâm chính là sự tu tập, không phải phong thủy. Giả dụ bạn có dùng bao nhiêu vật phẩm phong thủy vô cùng đắt tiền, nhưng khi về đến nhà tâm trí bị bao quây bởi công việc, không có tâm an tịnh, hoặc trong gia đình thiếu sự hòa thuận thì phong thủy là hư không. Hướng Đông Nam trong vận 8 có 3 quẻ đều là tốt, nhưng có 2 quẻ qua vận 9 đều là thoái khí. Nhà ở chú trọng vào môn chủ táo, tức cửa chính, phòng gia chủ và bếp. Với hộ kinh doanh hoặc shop bán hàng, ta chú trọng vào bàn quản lý hoặc là bàn thu ngân, bàn thờ. Với phong thủy công ty, ta chú trọng vào phòng giám đốc, phòng kế toán. Đặc biệt, khi tìm ra tài vị, có thể dùng hồ cá để kích tài, giúp tăng vượng tài. Bàn về vấn đề tín ngưỡng trong đời sống, khi ta dọn vào một ngôi nhà để kinh doanh hoặc để ở, chúng ta nên có sự tín ngưỡng về tâm linh ở nơi này. Nếu thành tâm khấn sẽ được phù hộ độ trì, khai báo với thổ thần thổ địa và những vị khuất mặt khuất mài nơi này, phù hộ cho ta sự an ổn để sinh sống. Nếu có cúng kiến chỉ nên cúng đồ chay, giúp thanh tịnh và giảm sát sanh. Cúng thành tâm dù chỉ làm ít hoa quả vẫn được xem là cúng ít được nhiều. Người tin phong thủy thì xem phong thủy là vạn năng, người không tin thì xem phong thủy là vật nhàm chán. Giả dụ ai đó tặng Khải Toàn một chiếc lược thật đẹp hoặc một bộ đồ vest đắt tiền, đối với Khải Toàn những thứ này hoàn toàn không hữu dụng. Thờ cúng hay phong thủy đơn giản chỉ là những phương tiện trong đời sống. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện lợi với ta là tốt nhất. Cũng chính vì vậy, phong thủy giống như một quyển sách, rất ý nghĩa với người này nhưng vô nghĩa với người kém duyên. Để có phong thủy tốt cơ bản, một là sạch sẽ gọn gàng, không mùi hôi, không nhiều tiếng ồn. Thứ hai là tâm thân an lạc, thông cảm lẫn nhau và có lòng bao dung, được gọi là phong thủy tốt. Khải Toàn trợ duyên với các bạn tự học phong thủy, mang đến cho các bạn kiến thức phong thủy chân chính. Học phong thủy trước tiên giúp bản thân, sau đó giúp người, nhưng không nên thái quá. Giả dụ bạn tin vào phong thủy, muốn ứng dụng phong thủy nhưng người khác không tin, không sao cả, phước phần mỗi người khác nhau. Nhưng nếu bạn tin vào phong thủy, cũng đừng nên vì phong thủy mà bất cứ việc lớn bé nào cũng xem theo phong thủy tốt xấu, sẽ đánh mất sự tự nhiên. Phong thủy giúp cải biến cuộc sống vài phần, phần lớn vẫn là do sự tu tập, tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm dưỡng tánh chính là chỉnh sửa tâm thân. Hướng Đông Nam trong hậu thiên bát quái thuộc quẻ tốn, ngũ hành thuộc mộc. Quẻ tốn đại diện cho con gái lớn hoặc là con dâu lớn. Cửa nhà ở hướng Đông Nam đại diện cho con gái lớn thường xuyên vắng nhà khi trưởng thành. Nếu hướng Đông Nam bị thiếu gốc, đại diện vận trình con gái lớn không tốt, hoặc không ở cùng cha mẹ, hoặc có thể nhà này khó có con gái. Hướng Đông Nam bao gồm 3 sơn, thìn, tốn, tỵ, tổng cộng có 3 quẻ trong vận 8. Lập quẻ nhà theo huyền không phi tinh, luận được thời điểm tốt xấu của một ngôi nhà theo từng năm tháng, biết được vận trình của những thành viên trong gia đình. Dựa vào sinh thần bát tự, những thành viên trong gia đình và bố cục của ngôi nhà để định đoạt được vận của những người này.
cũng dựa vào huyền không phi tinh. Chúng ta bài trí đồ vật phù hợp, giúp ngôi nhà hoặc một mảnh đất giảm xấu, tăng tài lộc hoặc tăng nhân đinh. Phong thủy giúp thuận lợi về tài lộc nhưng không phải vạn năng, vì phong thủy không thay đổi được luật nhân quả. Không siêng năng, không chịu khó thì không thể nào có được kết quả tốt. Gieo hạt nào sẽ có quả ấy là lẽ tự nhiên. Ví dụ gia chủ ở Khải Toàn có anh Vũ Trí, mỗi lần mời Khải Toàn đến xem, không chỉ chỉnh sửa phong thủy, bản thân anh còn xem lại chính cách làm việc nơi này, đồng thời khuyến khích động viên nhân viên xem lại chính chi nhánh này có gì bất thường hay không. Mỗi một chi nhánh bên anh Vũ khi Khải Toàn qua điều chỉnh đều đạt hiệu quả tối ưu sau tầm một tháng. Vì vừa dụng phong thủy và dụng cả yếu tố con người. Nói cách khác, phong thủy là một phương tiện trợ thêm về tài lộc nhưng không thể thay đổi được nhân quả, không thể thay đổi được tâm tính những người ở nơi này. Những ai gieo nhân lành sẽ có quả thiện. Nếu phong thủy đại diện cho tài lộc thì trí tuệ đại diện cho cách dụng tài. Để tâm không bị nhiễu loạn, phương tiện phù hợp nhất là hành thiền. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện lợi cho ta. Người hành thiền sẽ tìm cho mình sự an lạc trong tâm hồn. Thường xuyên đọc sách hoặc nghe pháp thoại, quán chiếu trong cuộc sống thường nhật sẽ có được sự giác ngộ. Đạt được giác ngộ, có được tâm an thì dùng phong thủy dễ hành thông. Hướng đông nam theo huyền không phi tinh trong vận 8 có 3 cung. Nhà hướng đông nam thuộc hành mộc. Các bạn lưu ý, video này luận về huyền không phi tinh, không luận về cung phi hay bát trạch, các bạn không nên lưu tâm. Để biết cách đo tọa độ và phân cung ngôi nhà, các bạn nên xem lại video hướng dẫn đo tọa độ trong kênh của Khải Toàn. Đây là kiến thức cơ bản quan trọng để xác định được bố cục nhà. Ngoài ra, các bạn có thể lên Google tìm thầy Khải Toàn và website xem thêm các bài viết về huyền không phi tinh và dụng thần bát tự. Cửa nhà ở hướng đông nam, tọa là tây bắc, tức cuối nhà là tây bắc thuộc hành kim. Tốt với ai mệnh thiếu kim. Mệnh thiếu kim thường sinh vào mùa xuân, cuối tháng 2 cho đến đầu tháng 4 dương lịch. Nếu cuối nhà là cung thìn, tọa tại tuất, hợp với những ai mệnh thiếu hỏa thổ. Nếu hướng nhà là cung tốn, tọa tại càn, hợp với ai mệnh thiếu kim. Nếu hướng nhà là cung tỵ, tọa tại hợi, hợp với ai mệnh thiếu thủy mộc. Cửa nhà hướng đông nam thuộc ba sơn thìn tốn tỵ. Ngày tháng năm có thìn tỵ không phải là ngày lành cho việc chọn ngày tốt. Nếu hướng nhà là cung thìn, tọa tại tuất, ngày lành có thể chọn ngày dần ngọ hoặc là dậu. Nếu hướng nhà là tại tỵ, tọa tại hợi, ngày lành có thể chọn ngày mão mùi hoặc là tỵ sửu. Các bạn nên kết hợp với dụng thần bát tự của gia chủ. Hướng đông nam thuộc quẻ tốn, ngũ hành là mộc. Đông nam có sao tứ lục văn xương, đây là ngôi sao tốt, nhưng hiện tại đang ở vận 8, tứ lục đã thoái khí. Sao tứ lục đại diện cho hoa cỏ, cây cối, công danh, thi cử và cả sách vở. Trong mệnh lý, mỗi người tìm ra được cung văn xương để kích. Người lớn thì giúp hanh thông về thăng tiến, về công danh, trẻ em giúp học hành tốt hơn. Để lập quẻ, các bạn phải có chính xác tọa độ của một ngôi nhà. Khải Toàn xin nhắc lại, nên xem qua video hướng dẫn đo tọa độ và phân cung phong thủy nhà trong kênh của Khải Toàn. Trong quá trình tự học, người sáng dạ dễ học hơn, người kém duyên nhưng vì đam mê học thuật phải kiên nhẫn và kiên trì rất là nhiều. Học huyền không phi tinh là về lý khí, luận về thời điểm tốt xấu, nhưng không thể thiếu kiến thức về loan đầu. Loan đầu chú trọng hình thể, mắt thấy tai nghe được. Ví dụ nhìn khó chịu là sát. Ví dụ gương chiếu vào giường hoặc vào cửa cũng là sát. Hình thể là bàn về mảnh đất, bàn thờ, bàn làm việc, nhà bếp, giường ngủ. Ví dụ đối diện nhà bạn là một nơi kinh doanh về quần áo hoặc là hoa. Mỗi ngày bạn đều nhìn thấy mộc,
nếu bạn là người thiếu mộc thì được xem là tốt. Bàn về phòng ngủ, khi tối tắt tất cả các đèn, không nên có ánh sáng bên ngoài rọi vào. Giường ngủ không nên có tất cả các loại cửa xông vào, nhất là cửa nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh được xem là nơi ô uế. Gian phòng khách nên thông thoáng, không nên phân chia gian phòng khách thành một nơi phòng khác. Phòng khách là nơi tụ tài, phòng khách càng lớn càng tốt. Những ai mệnh kỵ thủy, nhà vệ sinh nên nhỏ, nên có quạt hút và nên dùng màu ấm. Những ai khuyết thủy, nhà vệ sinh có thể dùng to, dùng màu mát và có cả có bồn tắm. Nhà nhiều gương, nhà hiện đại, phù hợp cho ai mệnh thiếu kim. Người mệnh kỵ kim không nên ở gần nhiều gương. Người kỵ kim thường sinh vào mùa thu. Nhà ở nên treo nhiều ảnh gia đình hoặc là ảnh cưới, tốt nhất treo ở Tây Bắc hoặc Tây Nam. Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ, Tây Nam đại diện cho nữ gia chủ. Nếu treo ở Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ hết lòng vì gia đình, treo ở Tây Nam đại diện cho người mẹ hết lòng vì gia đình. Về việc thờ cúng, bàn thờ nên trang trọng, tầng trên tầng dưới không nên có nhà vệ sinh, không nên dưới sàn ngang hoặc là gầm cầu thang, lưng nên có điểm tựa, trước mặt không nên có cửa nhà vệ sinh. Khải Toàn xin trình bày thông tin các quẻ. Ngoài thông tin tọa độ nhà, bản vẽ nhà, phân cung nhà, các bạn phải xác định thời điểm xây hoặc dọn vào ngôi nhà để ở. Ví dụ sau 2004 sẽ thuộc vận 8. Các bạn theo một trong ba quẻ sau đây. Nhà hướng Đông Nam, ở hướng 12 giờ trong hình minh họa có ghi số tọa độ. Ở gần cuối video, Khải Toàn có hướng dẫn vài vật dụng phong thủy đơn giản để các bạn tiện ứng dụng. Quẻ số 1 là quẻ Kim, từ 114 cho đến 115 độ hoặc 124 cho đến 127 độ. Tọa tuất hướng thìn. Các cung tốt ta có hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc. Cung không tốt ta có hướng Nam, hướng Đông và hướng Bắc. Cung tốt nên dành cho phòng ngủ, phòng sách, phòng làm việc hoặc là nhà bếp. Cung không tốt ta không nên tại vị lâu mỗi ngày. Tại Đông Nam nên có thủy để kích tài, bao gồm hồ cá, chanh cá hoặc chanh sông nước. Tại hướng Nam là nơi kỵ mộc và kỵ hỏa, không nên có màu đỏ, không nên có nhiều màu xanh lá hoặc cây cối, nên có một ít kim loại đồ đồng hóa sắc. Tại Tây Nam, kỵ mộc và kỵ kim, nên có một ít hỏa để hóa sắc. Tại hướng Tây, không nên có hỏa, không nên có nước, nên có một bức tranh núi. Tại Tây Bắc là quẻ tốt, nên cao lớn, tủ cao, bức tranh núi, không nên có thủy. Có thể dùng làm nhà bếp hoặc là phòng ngủ. Tại hướng Bắc, kỵ mộc và kỵ hỏa, không nên có màu đỏ và cây cối, nên có một ít kim loại đồ đồng hóa sắc. Và cũng không nên để vật động ở đây, bao gồm quạt, loa. Tại Đông Bắc, không nên có thủy, không nên có mộc, nên có bức tranh núi. Tại hướng Đông là tổ hợp hung tinh, ngũ hoàng và thất xích, nên có một ít kim loại hóa sát, không nên có hỏa, không nên động. Tại Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ, nếu nam gia chủ thiếu hỏa, có thể dùng chanh mặt trời, chanh màu đỏ hoặc chanh ngựa. Tương tự tại Tây Nam đại diện cho nữ gia chủ, dựa vào dụng thần bát tự để bài trí thêm đồ vật hợp với nam nữ gia chủ. Tại hướng Đông, nếu con trai lớn thiếu hỏa cũng không nên dùng nhiều hỏa nơi này. Khải Toàn xin nhắc lại, quẻ số 1 114 cho đến 115 độ và 124 cho đến 127 độ. Cung tốt ta có Đông Nam và Tây Bắc. Cung không tốt ta có hướng Đông, hướng Bắc và hướng Nam. Quẻ số 2 là quẻ chính hướng, tuất sơn thìn hướng 116 cho đến 123 độ. Cung tốt ta có Đông Nam và Tây Bắc.
cung không tốt ta có hướng nam, hướng đông và hướng bắc. Tại đông nam không nên có nước, nên có bức tranh núi, có thể dùng làm phòng ngủ, phòng làm việc, phòng đọc sách. Tại hướng nam không nên có mộc, không nên có hỏa, nên có một ít đồ đồng hóa sát. Tại tây nam kỵ kim và kỵ mộc, nên có một ít hỏa. Tại hướng tây kỵ hỏa, nên có một bức tranh cá. Tại tây bắc cung tốt, nên có thủy để kích tài, hồ cá, tranh cá hoặc tranh sông nước. Tranh sông nước, nước nên chảy vào nhà. Cung này có thể dùng làm bếp. Tại hướng bắc kỵ hỏa và kỵ mộc, không nên có màu đỏ, không nên có cây cối và xanh lá, nên có một ít đồ đồng hóa sát. Tại đông bắc không nên có mộc, nên có một bức tranh củ ngư. Tại hướng đông thất xích và ngũ hoàng, đây là một quẻ hung, không nên có màu đỏ, nên có một ít kim loại đồ đồng hóa sát. Tại trung cung giữa nhà cửu tử và thất xích, đây là quẻ họa hồi lộc, không giữ được tiền, nên có một ít đồ gốm để hóa sát. Cung tốt quẻ số 2 116 cho đến 123 độ, ta có hướng đông nam và hướng tây bắc. Nếu nam gia chủ sinh mùa hè thiếu thủy thì ở đây đặt tranh cá, tranh sông nước rất là tốt. Quẻ số 3 càng sơn tốn hướng, hợi sơn tị hướng. 128 cho đến 142 độ hoặc 143 cho đến 155 độ. Cung tốt ta có tây bắc và đông nam. Cung không tốt ta có hướng nam, hướng tây và hướng bắc. Tại đông nam là cung tốt, nên có phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng làm việc, và nên có thủy để kích tài, hồ cá, tranh sông nước. Nước nên chảy vào trong nhà. Tại hướng nam kỵ hỏa và kỵ mộc, không nên có màu xanh lá, không nên có cây cối hoặc là màu đỏ, nên có một ít đồ đồng hóa sát. Tại tây nam không nên có mộc, không nên cao lớn, nên có một bức tranh củ ngư. Hướng tây là một quẻ rất xấu, thất xích và ngũ hoàng. Không nên có hỏa, không nên có màu đỏ, nên có một ít đồ đồng. Tại tây bắc là quẻ tốt, nhưng không nên có thủy, có bức tranh núi, nên dùng làm phòng ngủ, phòng đọc sách hoặc nhà bếp. Tại hướng bắc không nên có mộc, không nên có hỏa, nên có một ít đồ đồng. Tại đông bắc không nên có hỏa, xin lỗi, tại đông bắc không nên có kim, không nên có mộc, có thể dùng hỏa. Tại hướng đông không nên có hỏa, nên có một bức tranh củ ngư. Trung cung giữa nhà không nên có kim, nên có một ít đồ gốm để hóa sát quẻ họa hồi lộc, không giữ được tiền. Quẻ số 3 128 cho đến 142 độ và 143 cho đến 155 độ. Cung tốt ta có đông nam và tây bắc. Tại tây bắc, nếu nam gia chủ thiếu thủy cũng không nên dùng nhiều thủy, hoặc là không nên dùng thủy động, có thể dùng thủy tĩnh. Thủy tĩnh là tranh cá hoặc tranh sông nước. Tâm lý an lạc là một loại phong thủy tốt nhất. Mỗi người sinh ra đã có một nghiệp lực khác nhau, nên phước phần cũng khác nhau. Nhưng nếu cần mẫn tu tập, chúng ta có thể dùng nghiệp lành để chuyển hóa những đau khổ thành niềm an lạc. Bát tự và dụng thần là gì? Mời các bạn chưa biết vào website của Khải Toàn để tìm hiểu thêm. Theo thuật mệnh lý, mỗi người sinh ra có một từ trường, dựa vào ngày tháng năm giờ sinh và cả giới tính để xét một lá số, để tìm ra được dụng thần, tức là ngũ hành thiếu của mỗi lá số. Tra đơn giản theo thuật mệnh khuyết hoặc là ngạ mệnh, người sinh vào mùa đông thường thiếu hỏa, nên chọn màu đỏ, tím, vàng hoặc là xanh lá của mộc. Người sinh mùa hè thường thiếu thủy, nên chọn màu đen, màu xanh dương của thủy hoặc màu trắng xám của kim. Người sinh mùa xuân thường thiếu kim, nên chọn màu trắng xám của kim
hoặc là đen sinh dương của thủy. Người sinh mùa thu thường thiếu mộc nên chọn xanh lá của mộc hoặc đỏ tím vàng của hỏa. Các bạn hãy học từ tốn, không việc gì phải vội. Việc gì ta làm từ tốn thường có kết quả tốt đẹp. Dựa theo các quẻ huyền không phi tinh để bài trí phù hợp, các bạn nên kết hợp với dụng thần bát tự và phong thủy loan đầu. Loan đầu chú trọng hình thể, sự hài hòa thẩm mỹ, nên ưu tiên về hài hòa thẩm mỹ giữa tiện ích và phong thủy. Ví dụ ở cung tốt nhưng ngay giữa lối đi thì không thể nào đặt bàn làm việc ngồi làm việc, hoặc cung tốt ngay phía trên có xà ngang thì cũng được xem là sát khí. Nếu bản thân bạn là người tin vào phong thủy, bản thân muốn ứng dụng phong thủy vào đời sống, vào chính ngôi nhà của mình, nhưng hiện tại người trong gia đình hoàn toàn không tin, họ nghi ngại không muốn ứng dụng, bạn phải làm như thế nào? Như Khải Toàn đã đề cập, mỗi người có phước phần khác nhau, mỗi người đều có cách nhìn khác nhau. Chính bản thân bạn trước đây vẫn có cách nhìn như thế. Vì vậy ở hiện tại không nên vội ứng dụng phong thủy vào chính ngôi nhà của mình. Điều này để giữ hòa khí. Hãy dùng chính sự thiện lành của mình và âm thầm thay đổi bản thân, dành thời gian để tu tập, dành thời gian để ngồi thiền, chỉnh sửa tâm tính của chính bản thân mình, cho mình sự an tịnh để đạt được sự giác ngộ. Từ đây rất dễ thông cảm với những người xung quanh, vì tâm lý là một loại phong thủy tốt nhất. Thông cảm và giúp người sẽ có hòa khí, có hòa khí rồi sẽ dễ sinh tài lộc. Khải Toàn hy vọng các bạn có được sự khai ngộ, giúp tâm an lạc, vì tâm an lạc là một loại phong thủy lý khí tốt. Và đừng quên bố thí niềm vui, bố thí công đức khi có cơ hội, và mỗi ngày tập hành thiền vài phút để có tâm an tịnh. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.